viên em liên hệ làm việc ấy, thì đều là Marriott hết. Không, ở đây kể cả Pan này, Hilton hay tất cả đều chỉ là đơn vị quản lý thôi, còn khách sạn thôi. Bọn ở ngoài kia là bọn nó chỉ franchise. Thì bây giờ các khách sạn nó không phải là franchise mà là cái quy trình quản lý và thương hiệu của nó là cái dịch vụ. Sau đó là nó để nó quản lý rồi là nó chia lại một phần tiền, nó trả lại phần cho. Tôi tưởng cái standard nó thay đổi. Các standard đều thay đổi hết. Theo cái standard của nó. Đúng rồi. Chứ thực ra Hilton rồi các thứ không phải là những ông chủ khách sạn. Chủ quản lý khách sạn. Thank you.